Kẻ ăn quỵt. Ây, ư cái đà này, chẳng biết bao giờ cái xóm nhà lá này mới khá khẩm lên được đây. Quanh năm sống với gió biển, cát biển. Giá mà đến được vùng đất ấy. Bên kia đại dương sâu thẳm thì tốt biết bao. Bên ấy kim cương nhiều vô kể. Hả? Bác nói kim cương nhiều vô kể ư? Ừ, thì xưa nay các cụ vẫn kể thế. Mà nghe đâu, cũng đã có nhiều người ra đi, nhưng không thấy ai trở về. Nên rốt cuộc đó cũng chỉ là một miền đất trong mơ mà thôi. Vậy là sao? Nơi ấy kim cương nhiều vô kể ư? Thôi, hay mình về đi. Tôi thấy lo lắm. Mình ở đây nếu chăm chỉ làm lụng thì cũng sống tốt mà. Chỗ tôi nhất định phải phú quý, giàu sang. Mình đừng có bàn lui nữa. Một kẻ trai tráng nhất vùng không ai địch nổi như tôi, thì vượt trùng khơi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hãy chờ tôi mang tin vui về. Ôi, kim cương của ta. Đúng là kim cương rồi. Chú ấy làm sao thế? Xem chú ấy bò lê bò càng nhắc gì kìa. Phải ăn một bữa cho đã đời, kết thúc những ngày nghèo khó của mình tại đây thôi. Thưa quý khách, ngài có muốn dùng thêm rượu không ạ? Có. Mang thêm rượu hảo hạng ra đây. Tôi trả tiền bữa ăn nè. Các anh đổi ra tiền nhé, khỏi trả tiền thừa. Ông chủ, thưa ông chủ, ở đây có kẻ ăn hết thứ này thứ kia ở nhà hàng, rồi đem cái thứ sỏi cát ra trả tiền. Anh có mắt hay không vậy? Kim cương mà bảo là sỏi à? Kim cương là kim cương đó. Đúng là hắn có vấn đề về thần kinh, nên mới đi nhặt mấy cái thứ vô dụng kia chứ. Bắt hắn ở lại rửa chén bát, dọn dẹp nhà hàng, làm công đến khi trả đủ cho bữa ăn thì thôi. Thật lười biếng, cá tôm đầy biển không đánh bắt, nhặt cái thứ dở hơi ấy làm gì không biết. Thì ra ở đây người ta coi kim cương là sỏi cát vô giá trị. Thảo nào mà bọn trẻ ban nãy lại cười ầm lên khi thấy mình nhặt kim cương. Thế thì cái gì mới là quý giá với con người ở đây? Đây, cá của anh đây, cất cẩn thận vào. Cá ư? Thảo nào mà các món ăn vừa nãy cũng toàn là đồ chế biến từ cá. Nếu vậy thì có gì là khó? Đã đến thời điểm mau buông lưới. Giờ tài đánh bắt cá ngoài khơi xa, biết thời thế, đầu tư khôn ngoan, bà nhanh chóng vất lên thành ông chủ một trung tâm giao dịch lớn trong vùng. Mình đã về, tôi mong mình quá. Tôi về rồi đây mình à, như lời tôi hứa. Bao giờ giàu sang tôi sẽ trở về. Anh ba trông sang trọng quá hen. Đổi đời rồi hả anh ba? Kim cương đâu hả anh ba? Cho chúng tôi coi đi nào. Đừng nói với chúng tôi cả bon tàu kia đều là kim cương đấy nhé. Kim cương đã là gì chứ? Mời bà con xem đi. Trời, tưởng mấy năm trời bôn ba làm ăn ra vàng bạc châu báu gì, quá ra lại mang về mấy thứ kia à? Ừ, mà ăn mặc tươm tất thế kia, con tàu lớn thế kia, sao vác về chỉ toàn cá chết. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó khổ thế này. Ông đi bao năm bỏ vợ, bỏ con để kiếm về giống cá vô dụng này sao? Vô dụng là vô dụng thế nào? Đống cá này là tài sản vô giá,
bà có thể mua được vô số đất đai nhà cửa với tàu cá của tôi đấy. Cái gì? Ông nói gì vậy? Hay là ông bị điên rồi? Cá chứ vàng bạc kim cương đâu mà mua được đất đai nhà cửa? Cá chứ vàng bạc kim cương đâu mà mua được đất đai nhà cửa? Thôi chết, tôi quên khuấy đi mất. Đối với thị trấn kia thì cá là vô giá, kim cương nhan nhãn là vô giá trị. Nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại, tôi không mang về được viên kim cương nào rồi. Trời, thật thế sao? Tưởng thế nào, hóa ra... Thôi mình ạ, ở đâu cũng thế thôi. Cái gì nhiều, dễ kiếm đều chẳng có giá trị. Muốn có ăn, muốn sung túc thì phải bỏ công sức lao động mới kiếm ra được. Từ giờ mình ở nhà, chăm chỉ đi biển, nhà mình cũng không nghèo mãi được đâu. Mình nói phải, có lẽ tôi đi bôn ba bấy lâu cũng chỉ để ngộ ra chân lý này thôi. Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng. Bác Rao, bác mệt thì về sớm nghỉ đi. Đêm nay để cháu trực thay bác cũng được mà. Hình như bác bị ốm thật rồi. Từ tối qua cứ thấy mệt mệt quá. Bác đành nhờ cháu vậy. Bác về nha. Dạ, cháu chào bác. Alo, tổng đài phòng cháy chữa cháy xin nghe. Alo, ai đang ở đầu dây bên kia vậy? Cứu mạng với, tôi không dậy được, tôi đang bị chảy máu. Đừng lo, thưa bà đang ở đâu? Chúng tôi lập tức tới ngay. Tôi không biết. Không phải ở nhà bà sao? Tôi nghĩ là tôi đang ở trong nhà mình. Nhà bà ở chỗ nào, phố nào? Tôi đang bị choáng, máu đang chảy. Ít nhất bà cũng phải cho tôi biết tên của bà chứ. Tôi không thể nhớ. Tôi nghĩ tôi đã bị đập vào đầu. Xin đừng nhập máy, đợi tôi một chút. Alo, công ty viễn thông VV xin nghe. Thưa ông, có một người đang gọi đến chúng tôi, đang gặp nguy hiểm. Xin ông hãy tìm giúp tôi số điện thoại người khách này. Người này đang gọi điện tới đội phòng cháy chữa cháy. Xin lỗi, tôi không thể. Tôi chỉ là bảo vệ gác đêm. Tôi không hiểu những việc này. Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy nên cũng không có bất kỳ người nào ở đây cả. Ê, trời ơi, phải làm sao bây giờ? Xin hỏi bà, bằng cách nào tìm được số điện thoại của đội phòng cháy chữa cháy ạ? Số máy đã được lưu trên điện thoại. Lúc tôi bị ngã, tôi kéo nó thì nó gọi đến đó. Bà nhìn xem trên điện thoại, phải chăng cũng có ghi số điện thoại nhà của bà? Không có bất kỳ một dãy số nào cả. Xin các anh hãy đến đây cứu tôi. Xin bà hãy nói cho tôi biết, bà nhìn thấy đồ vật gì? Tôi nhìn thấy một cái cửa sổ. Ngoài cửa sổ có con đường, trên đó có đèn đường. Tốt rồi, cửa sổ là như thế nào? Là hình vuông hay sao? Không, là hình chữ nhật. Như vậy nhất định là ở khu vực cũ. Bà có thắp đèn không? Có, đèn có sáng. Bà hãy cố đợi chúng tôi sẽ đến ngay. Cần phải hành động ngay, nhưng làm thế nào? Mình phải gọi ngay cho đội trưởng. Đành phải từ bỏ thôi. Chỉ ngần ấy thông tin thì không thể nào có biện pháp gì được. Không thể tìm được người phụ nữ kia đâu. Đội trưởng, tôi có cách này. Chúng ta phải mau chóng hành động. Nếu không tất cả sẽ đều phí công vô ích. Một tính mạng đang chờ chúng ta đến cứu đó. Chỉ còn cách đó thôi, đội trưởng. Chúng ta hãy cứ thử xem. Chúng ta cứ như thế làm, tôi sẽ đến ngay. Cả đội nghe đây, mỗi xe chia nhau ra đi một cung đường. Rõ. Thưa đội trưởng, em vẫn còn nghe được tiếng thở của bà ấy. Em đã nghe thấy tiếng còi qua điện thoại rồi. Xe số 1, tắt còi. Thưa đội trưởng, vẫn còn nghe thấy tiếng còi. Xe số 2, tắt còi. Vẫn còn tiếng còi thưa đội trưởng. Xe 12, tắt còi. Bây giờ không còn nghe thấy rồi.
Xe số 12, bật lại coi. Bây giờ lại nghe thấy rồi, nhưng càng chạy càng xa. Xe số 12 quay đầu lại. Hiện giờ âm thanh rất chói tai, chắc là đã đến đúng đường rồi. Xe 12, mọi người hãy tìm một ngọn đèn ở gần cửa sổ, đồng thời bắt loa phóng thanh hướng về phía tòa nhà. Thưa quý ông, quý bà, chúng tôi đang cần tìm một phụ nữ đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi biết rõ bà ấy đang ở một căn phòng có bật đèn. Xin mọi người hãy tắt đèn của nhà mình đi. Đã tìm được nhà bật đèn duy nhất. Các anh hãy lập tức lên đó cứu người đi. Sao? Đã tìm thấy chưa? Người phụ nữ này đã mất tri giác, nhưng mạch vẫn đập tuy rất yếu. Chúng ta hãy đưa bà đến bệnh viện ngay. Tôi nghĩ là có thể cứu được. Tôi mang tin vui đến đây. Người phụ nữ tối qua đã tỉnh lại và qua cơn nguy kịch rồi. Thật tuyệt vời. Tốt quá. Eric, cậu luôn luôn làm rất tốt. Không có gì, thưa đội trưởng. Tôi chỉ rút ra một điều rằng, nếu như chúng ta thực sự muốn làm thành công một việc nào đó, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách thôi. Quả thật vậy, Eric. Quả thật ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Gia vị của sự chân thành. À em này, tuần này anh muốn đưa em về gặp bố, rồi cùng ăn cơm với bố con anh luôn. Gặp bố anh sao? Ăn cơm nữa hả? Ừ, chưa gì mà đã lo lắng căng thẳng vậy. Dạ, thì lần đầu ra mắt bố anh mà. À, bố anh thích ăn gì? Em chuẩn bị những gì ạ? À? Không phải lo đâu, bố anh dễ tính lắm. Em cứ nấu nướng đơn giản, bình thường thôi. Chết mất thôi, đã làm đúng công thức mà vẫn không được. Em cứ nấu nướng đơn giản, bình thường thôi. Làm sao mà đơn giản được chứ? Mình không muốn mất điểm trước bố anh ấy chút nào. Sao lại có người vụng như mình chứ? Làm sao bây giờ? À đúng rồi, mình có cách này. Anh à, sang nhà anh cũng lích kích, nên em nấu sẵn ở nhà rồi mang sang nhé. Cũng được em à. Ôi, em giỏi quá, trông ngon mắt thật đấy. Có gì đâu anh, anh mời bố rang luôn cho nóng. Bố ơi, con mời bố ra dùng cơm ạ. Ừ, bố ra ngay đây. Con mời bố thưởng thức tài nghệ của con dâu tương lai. Cảm ơn con, cháu bài vẽ quá. Nấu nhiều món thế này có vất vả không? Dạ không ạ. Cháu sơ chế sẵn ở nhà, rồi đến đây chỉ việc chế biến nên cũng nhanh ạ. Ngon lắm em à, bố ăn thử đi ạ. Cháu nấu ăn còn chưa khéo, mong bác thông cảm ạ. Thế này là ngon lắm rồi em à, em làm anh bất ngờ đấy. Bố thấy thế nào ạ? Ngon, nhưng bố thấy thiếu vị gì đó. Thiếu vị gì hả bố? Con thấy ngon lắm rồi mà. Cái vị mà trong các món ăn ngày xưa mẹ nấu cho bố con mình vẫn hay có ấy mà. Ngày mới cưới, mẹ con nấu ăn cũng vụng và không được ngon lắm. Nhưng lúc nào mẹ con cũng muốn tự tay nấu nướng. Thế rồi, bằng sự chân tình, tìm tòi cách nấu, các món ăn của mẹ con nấu ngày càng ngon hơn. Bố ăn thấy đậm đà, tròn vị lắm. Cháu mời bác dùng trà. Em mời anh. Em chu đáo quá. Còn chuẩn bị cả trà nữa. Con mời bố uống trà.
Sao thế anh? Ờ, hơi đậm một chút thôi. Dạ. Không sao đâu em, chắc là lỡ tay thôi. Chứ tài nấu nướng của em lúc nãy thì ai chê được. Dạ, thật ra thì... Bác cho con xin... Nhưng rồi mới thấy ngọt. Dạ. Chú vẹt nổi. Mà tôi nổi tiếng thì... Quá, vẹt đẹp quá đi. Vẹt đẹp nhất khu rừng này. Mình sẽ nổi tiếng, mình phải nổi tiếng. Bạn muốn gì cũng được, chỉ cần im cái miệng đi, để tôi ngủ là được rồi. Cứ đợi mà xem. Làm sao để được nổi tiếng bây giờ nhỉ? À, mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ quảng bá sắc đẹp cùng với tiếng hát của mình để muôn loài được biết. Có một cái đám cưới, thật thích hợp để phô bày sắc đẹp của mình. Bây giờ là nụ hôn minh chứng cho tình yêu của đôi lứa. Chúc mừng hai bạn. Họ hàng nhà anh à? Anh không biết. Tôi xin dành tặng một bài hát cho cô dâu chú rể nói riêng và quan viên hay họ nói chung. Trong rừng sâu có tiếng hát thật hay, trong rừng sâu có chú chim đẹp thay, muôn loài hay chú chim tên là vẹt. Quả là một giọng hát tệ hại. Đúng là không thể chấp nhận nổi. Em đây. Thế là đã kha khá người biết đến mình rồi. Đi thôi. Thật sự anh có quen vẹt hay không vậy? Sao anh lại phải quen một kẻ vô duyên như thế? Xôm tụ rồi. Cha đi rồi thì còn ai yêu thương anh em con nữa cha ơi. Cha ơi, ai chỉ bảo con mỗi khi con lạc lối cha ơi. Hai bạn chớ đau lòng quá, để tôi hát tặng một bài kính viếng hương hồn bác ếch và động viên tinh thần cho mọi người nha. Trong rừng sâu có tiếng hát thật hay, trong rừng sâu có chú chim đẹp thay, muôn loài hay chú chim tên là vẹt. Cái gì thế kia? Mời anh đi khỏi đây giùm. Bình tĩnh anh bạn, tôi đi ngay. Thế là đã khá nhiều loài vật trong khu rừng này đã biết đến mình. Chiến thuật của mình thật đúng đắn quá.
rồi anh sẽ thấy mức độ nổi tiếng của tôi, con cú mèo xấu xí. Lại có vụ hay rồi, đi phô diễn sắc đẹp thôi. Anh Lợn, anh phải rất bình tĩnh, tôi không có ý định ăn thịt anh đâu. Chị đã mổ tới tấp lên lưng tôi. Đây, chảy cả máu đây này, các cô các bác có nhìn thấy không? Đúng là chảy máu nhiều thật. Thì ai bảo anh nằm ngủ như chết, làm tôi tưởng anh đã chết rồi thì mới dám mổ anh chứ. Ý chị là chị muốn tôi chết để ăn thịt tôi chứ gì, còn mụ xấu xa kia. Anh chị cứ bình tĩnh, để tôi hát một bài giảng hòa vi quý cho anh chị và muôn thú ở đây được nghe. Tưởng ai, hóa ra là con vẹt vô duyên chuyên đi phá rối đám cưới, đám tang của người ta. Trong rừng sâu có chú chim đẹp thay, muôn loài hay chú chim tên là vẹt. Cứu tôi với, cứu. Anh chị tha cho em. Hãy buông vẹt ra, vẹt đã mắc sai lầm. Nhưng hãy tha cho nó, để nó được ăn năn hối lỗi. Tôi nghĩ, sau hôm nay, vẹt sẽ không bao giờ xuất hiện phá rối đám đông nữa đâu. Cảm ơn bác đã cứu cháu. Cháu xinh đẹp và cháu muốn nhiều người biết đến. Thế nhưng cứ cố tình gây chú ý thì càng khiến tất cả không ưa cháu. Hữu xã tự thiên hương, nếu cháu sống tốt, làm việc tốt, làm việc giỏi sẽ nổi tiếng. Không cần thông báo quảng cáo, tô vẽ trang điểm cháu ạ. Cháu biết lỗi rồi. Từ nay cháu sẽ cố gắng sống tốt, làm việc tốt bác ạ. Chuyện trên đại dương. Ngày mới đến rồi. Anh Thuyền ơi, ông chủ sắp răng hơi rồi đấy. Anh dậy đi cho tỉnh táo, trời đẹp lắm. Đẹp cái nỗi gì, ngày mới đến là lại bắt đầu phải làm việc. Ông chủ ra thì đi, chứ sao phải dậy. Chào các bạn, chúc một ngày may mắn nhé. Mở nèo xanh ơi, gọi anh Thuyền dậy đi thôi. Ông chủ Thuyền các anh ra rồi kia kìa. Anh ấy dậy rồi. Chúng tớ cũng chuẩn bị xuất hành đây. Đào ra khơi thôi. Lại một ngày làm việc nặng nhọc. Cố lên nào anh bạn. Cá to quá anh Thuyền ơi, thích quá. Anh Thuyền sao mới sáng ra đã buồn thế? Để tôi hát cho anh nghe nhé. Thuyền ta ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền ta ra khơi đâu có ngày chi sóng gió. Suốt ngày chỉ rửa nắng, hát hò rồi ngủ. Bảo sao ngày nào cũng dậy sớm, ra cái điều chăm chỉ với chả hân hoan đó ngày mới. Thật là mệt mỏi. Ngồi rồi lại làm hại người khác. Xin lỗi anh đừng giận quá mà nói thế. Mỗi người một việc chứ. Để tôi không thể chịu nổi. Cứu với, cứu tôi. Cần làm gì cái thứ vô ích ấy chứ. Về nhà ông chủ lại thay cái mới. Sóng lớn quá, phải neo thuyền ở đây, kéo thuyền cứ trôi đi thì nguy hiểm lắm. Trời ơi, cái mỏ neo đâu mất rồi? Cứu tôi với. À...
không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc ra khơi, cây mỏ neo vẫn còn đó kia mà. Cứu tôi! Sao lại đến nông nỗi này? Thuyền không có mỏ neo ư? May cho cháu là chưa bị đại dương nhấn chìm đấy. Bác nói gì? Cháu chưa hiểu hả? Mỏ neo sẽ giúp cháu neo đậu vào những lúc sóng gió. Thuyền không thể giữ cân bằng, dễ bị nước mạnh nhấn chìm. Cháu còn trẻ người thế này, chắc chưa gặp bão biển bao giờ nên không biết đấy thôi. Cháu đúng là kẻ nông cạn rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.